Mới ngoài 30 tuổi, bệnh nhân này đã phát hiện viêm gan B từ hơn 10 năm trước, nhưng lại không đến viện điều trị mà chỉ uống thuốc nam. Cách đây một tháng mới phát hiện khối u gan khoảng 4cm, đã tiến triển thành ung thư. Khi chuyển vào bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, được chỉ định phẫu thuật cắt gan vào 3 ngày trước. Buồn lắm, bởi vì mình chủ quan, bị viêm gan B không điều trị nên bây giờ mình bị ung thư. Cũng bị viêm gan B, nhưng bệnh nhân 64 tuổi này không biết. Đến khi đau tức bụng đi khám thì gan đã có nhiều u, trong đó có khối u tới 10cm, xâm lấn tĩnh mạch gan. 10 ngày sau cuộc đại phẫu cắt gan, ông đã hồi phục. Bác sĩ cho biết do khối u to, xâm lấn rộng phải cắt tới 80% gan, nhưng phần gan còn lại phải 40% mới đủ cho cơ thể. Vì thế, các bác sĩ đã dùng phương pháp chia gan kết hợp thắt tĩnh mạch cửa để làm phì đại gan. Như vậy, bệnh nhân phải trải qua hai cuộc mổ. Thay vì cắt ngay, mình xẻ đôi gan ra và thắt một phần những cái mạch máu vào cái phần gan có u. Và sau đấy thì mình đóng bụng lại và đợi sau khoảng độ 1 đến 2 tuần thì cái phần gan lành nó được tăng tới máu, nó sẽ phì đại lên khá là nhiều. Thế cụ thể như trường hợp của bác ấy, thì tại cái thời điểm mà mình dự tính mổ thì cái phần gan lành nó đã tăng kích thước lên khoảng gần gấp đôi, thì nó đã đủ cho phép để mình mổ. Thực tế tại Việt Nam có tới 80% bệnh nhân ung thư gan xuất phát từ viêm gan B, mà khi đã bị ung thư gan, dù đã điều trị cũng có nguy cơ tái phát cao với tỷ lệ khoảng 50%. Viêm gan mãn tính, sau đấy nó thành xơ gan và từ đến đấy nó xuất hiện là cái nền là khối u gan. Thế nhưng mà cũng có một thể nữa, tức là nó rất là nhanh, nó không qua giai đoạn xơ gan, là virus có thể trực tiếp gây ra những cái tổn thương của tiền ung thư và ung thư gan. Một trong những yếu tố đặc biệt lưu ý với bệnh nhân ung thư gan, nếu mắc viêm gan B cần điều trị chứ không nên dừng thuốc, bởi tình trạng viêm gan sẽ khiến ung thư thêm trầm trọng và gan khó hồi phục.